Chào cả nhà, cả nhà. Bữa nay mình ra đồng mà hồi qua mình không có quay cái cảnh được mình gặt lúa đó cả nhà. Nay giờ mình gặt lúa xong rồi đó cả nhà. Bây giờ mình ra là gom, mình ta thải đều vậy nè cả nhà. Hoặc là mình ra mình vứt ra đặng hồi mình đốt gom luôn nha cả nhà. Rồi mình giờ mình ra mình vứt 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 gom xong rồi cái mình vô mình tân lúa nha cả nhà. Hôm nay mình ra đồng á mình quay về cái cách mà mình thu hoạch lúa khi cuối vụ nha cả nhà. Tại hôm qua máy nó cắt mà máy mà mình không nhanh quá mình không đem máy theo mình quay nha cả nhà. Gom này cả nhà, gom giờ mình lúa mình đây mình phóng gom xong rồi cả nhà. Hồi vô mình lúa mình đem để đông á, rồi mình cân lúa nha cả nhà. Mình đây mình cắt trước mình vít vít nó ra cả nhà ơi. Tại vì mình vít ra đặng họ mình đốt á, bên kế bên người ta cũng dần còn còn mần lúa nha cả nhà. Đây lúa kế bên người ta còn á, lúa bông đỏ luôn nè cả nhà ơi. Rất cái vàng luôn cả nhà ơi. Xa xa là cũng đám hết luôn cả nhà ơi. Đây kế bên người ta còn á, còn bên mình đây mình cắt rồi nè cả nhà. Mình cắt rồi bây giờ mình gien theo cái đường này nè. Đặng hồi mình đốt gom á cả nhà. Đừng cho mình lửa nó leo qua theo qua cái miếng ruộng bên cạnh cả nhà. Mình vừa phóng hôm qua xong rồi lúa mình còn chất ở một hồi mình sẽ review cho các bạn cách nông thôn mình cân lúa là lụm gạo đó, vô tiền đó cả nhà. Nhưng mà giờ cái gì vật tư cái gì nó cũng mắc hết trơn, mần riết không có lời cả nhà ơi. Thấy lúa cân tiền vậy chứ nội chi phí này kia cái hết trơn cả nhà. Đây nguyên cánh đồng này cắt rồi nha cả nhà, nó tải đẹp không cả nhà, gom tải theo có hàng rất là đẹp luôn. Còn đây mình đồng lúa rồi mình cũng vừa vít xong cả nhà, hồi chút mình quay cái cảnh đốt lửa nha cả nhà. Rồi cả nhà giờ mình đi vô cả nhà ơi, hiện tại mình ra giữa đồng luôn, giữa đồng mênh mông luôn nè cả nhà, mà xe mình chạy ra tới đây luôn, xe này kiểu như cái xe cua bắp mà chạy ra đồng luôn nha cả nhà. Giờ bắt đầu mình chạy vô nghe cả nhà, tại mình vít xong rồi mình chạy vô xe mình chạy ra tới giữa đồng luôn, vô lúc ở trong đó nè cả nhà, lúc trong luôn rồi cả nhà ơi. Giờ mình mình chạy thôi, giờ coi cũng chạy luôn nha cả nhà, chạy cũng chạy xe luôn nha cả nhà. Lộ mênh mông luôn cả nhà ơi, muốn muốn chạy kiểu gì chạy. Chạy vô tư luôn. Wow. Chạy theo lằn gom nha cả nhà, để lún nha cả nhà. Chạy không được nhanh lắm tại vì có con tay chạy này cả nhà, còn tay mình mắc cầm máy á. Không có. Rồi, giờ mình qua cái đường của cổ này cả nhà ơi. Wow. Đó vô. Rồi chạy luôn. Chạy vô tới đống lúa trong nhà nha cả nhà. Vô đây nó hơi bận chút, chạy nó hơi nhanh tí nha cả nhà. Rồi xa xa đó là cái vườn mít luôn nha cả nhà. Vô luôn, tới đống lúa rồi cả nhà ơi. Nó thu hoạch một hồi mình sẽ review cho các bạn cách mình cân lúa ở miền Tây mình nha cả nhà. Wow, tới đống lúa rồi cả nhà ơi. Đây đống lúa mình đẩy vậy á sợ mưa cả nhà, lúa mình thu hoạch rồi đây nè cả nhà, nhưng đống bự lắm hồi mình mới dở ra nha cả nhà. Lái tới giờ mình chạy lên lộ luôn cả nhà ơi, lên luôn. Lên lộ luôn. Lên tới lộ luôn rồi cả nhà ơi. Đây đang là vô vườn luôn rồi, có ao cá, có nói chung là vô vườn. Rồi ra tới cái miếng lộ đây, lên lộ cũng rất là nhỏ nha cả nhà. Dưới đây là cái kinh hồi ghe vô á. Cái lúa vô sẽ vô cái kinh nhỏ này để mình cân lúa nha cả nhà. Vậy giờ cân lúa cả nhà ơi. Trời ơi có vé số luôn, hên quá chưa có tiền. Không có ngàn nào hết rồi sao? Không đem ngàn nào hết. Bây giờ mình dỡ ra chuẩn bị cân lúa nha cả nhà.
Vé số đây, vé số chiều mua chiều sổ đi. Để hồi ra thì quay hết à. Cả nhà ơi, giờ cái cảnh cân lúa bán này cả nhà. Cân rồi mấy anh bốc vác, vác xuống những cả nhà. Ông Tuấn mà. Trang trang vác cực dữ lắm cả nhà ơi. Giờ mình đi lại, người ta đi xuống bằng cái hai cái đòn vậy nè. Hai cái đòn xuống nghe lúa đổ xuống luôn cả nhà ơi. Đổ tả bao lại cho chủ nhà. Cân ở trên xuống đổ vậy đó. Trời nắng này đổ hốc lên cực lắm cả nhà ơi. Rồi đổ, giờ mình đổ xuống ghe vậy nè cả nhà. Rồi mình về cái mình mới hút lên. Hút lên rồi sấy, rồi mình sấy khô lại, rồi mình mới dây trà vô máy nó mới xay lại nha cả nhà. Nói chung qua nhiều công đoạn lắm. Đó, người ta đổ xá lên vậy lúa đẹp không cả nhà, dằn hực luôn, lúa đẹp ghê luôn. Đó. Bán lúa ở nông thôn mình tiền có dày không nè cả nhà ơi, nó tiền dày không nè. Cầm cỡ dày không chứ đâu có ít đâu. Nghe không? Nhưng mà chia ra cả trăm chủ. Không ngờ, có giác mỗi người giác từ bao chỉ giác từ sáng đến chiều luôn á cả nhà. À, ngày giỏi lắm mà 5-6 trăm ngàn, trời ơi muốn công sinh sống cả nhà ơi. Làm dân làm nông nó quê sướng luôn, có đồng tiền cực lắm cả nhà. Giác vậy đó, mỗi người đi vậy đó, đi từ sáng đến chiều không biết đi. Nếu chúng đi không biết bao nhiêu cây số mà nói luôn. Quá trời luôn. Mày lấp nắng nữa, hình không có gió nữa. Nó cực ghê luôn. Chắc hết cái đống lúa này mà giờ tới chiều còn khoảng tới chục đống như vậy đó cả nhà. Cực lắm, nắng này cực lắm. Đứng thở rồi kìa. Đâu phải dễ đâu, nắng thở. Rồi cả nhà ơi, hiện tại giờ mình cân lúa xong rồi, giờ cái anh em mình mua số mồi hồi làm mồi cả nhà. Này nguyên một cái lưỡi bò luôn. Lưỡi bò rồi móng bò luôn cả nhà ơi. À, làm nguyên một cái nồi á, để thu cuối vụ rồi thu hoạch xong rồi nhậu nhẹt chơi nhau. Còn mỗi người nơi 3 tháng mà gặp lại nhậu nữa. Bò lưỡi ngon quá trời luôn nha. Nhưng lưỡi bò quá trời đã luôn. Wow. Chơi bếp củi mà chịu nổi nha. Rồi cái thành quả của 3 tháng trời nè cả nhà ơi. Đó, được nhiêu đây nè. Hồi về cái đại lý phân thuốc nó ăn hết trơn rồi. Không còn được nhiêu trơn á. Mình bán lúa xong rồi nha ơi. Giờ hiện tại là cái lúa bắt đầu nó lên đường rồi. Đâu, đánh qua lăng thấy ghê không? Vòng tròn đúng không? Đâu, nó lên xịn luôn nha ơi. Lên xình luôn à. Rồi một mùa cũng đã xong rồi. Rồi vậy là kết thúc rồi cả nhà ơi. Ra gia lúa mình bán xong rồi, giờ đi luôn rồi. Nhà giờ mình ra đồng mình đốt gom nha cả nhà. Mình đốt gom, mình đốt đặng mình chuẩn bị cái mùa vụ mới cả nhà. Giờ đốt vậy nè cả nhà. Đốt cho gom trái hết luôn cả nhà nhìn. Trái dừng dữ dằn lắm cả nhà ơi. Lửa hóa từ trái luôn cả nhà ơi. Cảnh nó gom quá trời luôn cả nhà ơi.
nhờ có hai người phụ đốt á. Chăm gian cái gì nè cả nhà, gian có hai người phụ á chứ để qua lúa người ta cả nhà. Giờ mình gian từ từ về cho tới ngoài luôn cả nhà ơi. Lửa đi. Giờ có hai ông bạn này của bên dịch này phụ đốt chứ đốt không nổi cả nhà ơi. Quá hết rồi. Lửa lại táp. Nhà thấy không, lửa hết hồn lửa không? Quá nắng luôn, nhà nắng đứng gió luôn, ra mồ hôi luôn. Lửa. Quá là cháy luôn. Đốt nguyên cả cánh đồng luôn, nhà khói. Gió lên nè, gió lên nè. Lửa luôn. Cả nhà ơi, giờ anh em lùa luôn rồi cả nhà ơi. Ở đây mít nè, mình nên sát ở đây mấy cái mít sợ nóng, nóng mít cả nhà. Giờ anh em lùa luôn rồi. Quá là cháy luôn cả nhà ơi. Thì đó là này là cái cách làm đồng của dân nông mình rồi nha cả nhà. Làm đồng á. Cái quá trời cháy rồi nhà ơi. Quá trời cháy luôn rồi cả nhà ơi. Cái bình địa luôn rồi. Mấy anh em chắc cháy quá là cháy rồi. Còn hơn núi lửa. Giờ thật là thịnh luôn cả nhà. Gió đẩy là chơi luôn á. Rồi cảnh làm nông nó cực lắm cả nhà ơi. Không có xuống đâu. Trời 12 giờ trưa. Nắng mịt trời, nắng đứng gió luôn cả nhà. Mà đốt như là nó hầm dữ dằn lắm anh em. Cái này ngoài cực dữ dằn luôn. Tại vì kế bên người ta chưa có mận á, mình phải canh dữ lắm chứ để cháy qua lúa người ta. Cực lắm rồi, cháy qua lúa một cái là đền chết luôn á. Trời mận đền không nổi luôn á. Nhà thấy giờ đâu còn thấy miếng ruộng nữa đâu cả nhà. Lửa lên giờ lùa luôn rồi nha ơi. Rồi giờ quay về mới xa xa mới thấy được. Rồi, mình cãi mồ hôi. Còn háo luôn cả nhà, giờ mình đang ngồi trên cái vườn vườn mít này cả nhà ơi. Vườn mít luôn, tại mình coi canh ngay vườn mít á, sợ nám nóng vườn mít của người ta cả nhà. Quá trời nè. Thở không? Có mệt. Vậy thà thở chứ đừng có gió, gió lên lửa này, gió lên là không lợi cả nhà ơi. Rồi. Quá trời cháy luôn. Rồi cả nhà ơi, giờ hiện tại giờ là miếng ruộng mình cháy xong rồi nha cả nhà. Cháy giờ cái màu vàng của lúa mà giờ nó trở thành màu đen luôn rồi cả nhà ơi. Rồi bắt đầu giờ mình xa xa bên kia cũng còn cháy của người ta nha cả nhà. Nó trên lửa đang xuống nữa nha. Quá trời luôn, gió lửa. Về trên bầu trời là cả nhà là đầy khói luôn. Đầy khói luôn, không thấy mây xanh cả nhà ơi. Rồi giờ bắt đầu mình chuẩn bị vô mình dùng tiệc là kết thúc một mùa vụ nha cả nhà. Nhìn này cả nhà, mình quải cái bình sao nữa sợ cháy lan qua ruộng người ta. Thở quá là mệt luôn cả nhà ơi. Làm nông mà đổ mồ hôi suốt mồ hôi luôn, mà đổi lại thì cũng không có lời lớn được bao nhiêu. Tại vì vật tư nông nghiệp cái gì nó cũng lên giá hết, mà lại lúa gạo nó không lên. 3 tháng trời mần tính soạn chẳng thì đủ chi phí cho 1 tháng. Còn không làm được chuyện khác nữa thì thua luôn cả nhà ơi. Từ khi ai mần rất là nhiều ruộng mấy cái ấy thôi, còn mần mà 4-5 công ruộng này chủ đủ chi tiêu cho hai đứa con với gia đình là đúng con tháng rồi cả nhà ơi. Bởi mà vất vả dữ dằn lắm. 12 giờ trưa trời nắng chang chang ngày mà đứng đốt mà cái nắng nè cả nhà thấy nè, còn cái gì luôn cả nhà, nhìn nè, dữ dằn luôn. Thôi giờ mình vô cả nhà ơi, vô mình dùng miếng tiệc với anh em hết mùa vụ nữa là mình kết thúc video nha cả nhà. Rồi đốt gom xong rồi cả nhà, bây giờ vô có mồi có bò giờ nhậu luôn. Kết thúc một mùa lúa ở đây, nói chung bằng thấp nhưng mà nhờ có cái xiên nhậu nhậu bò không à. Mệt luôn rồi, mệt luôn rồi, đốt gom nhiều quá rồi, mệt luôn rồi.
Không biết hả? Bò này cả nhà ơi, giờ mình làm bây giờ cốc chơi ha. Mời cả nhà miếng bò nha. Ngon mà, ngon mà. Nhậu đơn giản tô. Wow. Ở đây là ông chú, ông cũng ở nhà chú. Rồi bữa nay cũng ở tiệc này luôn. Ngày mai ai quay cái đẹp nhóc lên công ty luôn nè. Công ty cái đẹp công ty nhóc. Quá nhiều luôn hả? À, một cái mùa mần á, thì nói chung là nông dân mà ở miền Tây thì cũng lam lũ thì cũng có, mà tiền bạc thì nói chung là chiều cũng có rồi. Bây giờ cái cuối cuộc nhậu này nói chung là anh em vui vẻ nhau rồi sẽ thêm một cái vụ mùa mới. Nếu có thấy cả nhà hay thì cả nhà cho Vlog một like cả nhà. Nói chung là chào tạm biệt cả nhà, kết thúc một ngày vui vẻ nha, bye, chào tạm biệt cả nhà.